Kính chào quý vị khán giả, bây giờ là thời lượng của chuyên mục Thông tin đối ngoại. Phóng sự nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân sẽ là nội dung có trong chương trình hôm nay. Trước khi đến với nội dung này, mời quý vị khán giả theo dõi phần tin tức thông tin đối ngoại nổi bật trong tuần qua. Thành phố Cao Bằng vừa tổ chức hội nghị thông qua nội dung tiến độ triển khai, chuẩn bị các hoạt động tuần văn hóa, thể thao, du lịch, chào mừng kỷ niệm 10 năm xây dựng và phát triển thành phố Cao Bằng 25 tháng 9 năm 2012, 25 tháng 9 năm 2022. Đồng chí Hà Ngọc Giáp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo. Theo kế hoạch, Tuần Văn hóa Thể thao Du lịch chào mừng kỷ niệm 10 năm xây dựng và phát triển thành phố Cao Bằng sẽ diễn ra từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10 với chuỗi 10 sự kiện văn hóa thể thao đặc sắc. Khởi đầu là giải đua xe đạp thành phố Cao Bằng mở rộng, tổ chức khánh thành công trình chào mừng kỷ niệm 10 năm xây dựng và phát triển thành phố Cao Bằng, phố đi bộ ven sông Bằng, liên hoan các câu lạc bộ cùng em khám phá công viên địa chất non nước Cao Bằng, liên hoan hát then đàn tính tỉnh Cao Bằng năm 2022, tổng kết trao giải và trưng bày triển lãm cuộc thi ảnh đẹp non nước Cao Bằng, trao giải cuộc thi sáng tác ca khúc về thành phố Cao Bằng, công diễn các tiết mục hát then đàn tính đặc sắc, liên hoan hương sắc ẩm thực non nước Cao Bằng, liên hoan nghệ thuật thể thao đường phố, giải lải cỏ. Thảo luận về chương trình, địa điểm tổ chức, các đại biểu thống nhất quy mô, số lượng đại biểu, nhân dân và du khách tham dự. Các hoạt động trong chuỗi sự kiện đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, phòng chống dịch, phương án bố trí ăn nghỉ cho các đại biểu, công tác tuyên truyền quảng bá trước và trong thời gian diễn ra sự kiện. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hà Ngọc Giáp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị, lựa chọn địa điểm, vị trí phù hợp, hoàn thiện lịch hoạt động, sau đó ban hành, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, ra soát hệ thống nhà hàng, khách sạn đủ điều kiện tiêu chuẩn để bố trí địa điểm ăn nghỉ cho đại biểu, du khách, tạo không khí sôi động, ấn tượng đối với người dân, du khách về sự kiện. Tại Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng, đoàn đại biểu cụm 11 đồn biên phòng tỉnh Cao Bằng và đồn biên phòng Sơn Vĩ, Hà Giang, Việt Nam với chi đội quản lý biên giới Bách Sắc, khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây Trung Quốc đã hội đàm giao ban trực tuyến để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phối hợp trong quý 2, đề ra phương hướng nhiệm vụ quý 3 năm 2022. Quý 2 năm 2022 thực hiện thỏa thuận hợp tác biên phòng 3 cấp giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc. Hai bên đã tích cực phối hợp triển khai các hoạt động tuần tra kiểm soát, duy trì có hiệu quả cơ chế trao đổi thông tin liên lạc, tổ chức gặp gỡ trên biên giới, điện thoại đường dây nóng, trao đổi 185 thư, kịp thời thông báo tình hình hoạt động ngăn chặn xuất nhập cảnh, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới và dịch bệnh COVID-19. Làm tốt công tác phối hợp, điều tra, xác minh, trao trả, tiếp nhận công dân xuất nhập cảnh trái phép qua các cửa khẩu, đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện, đúng trình tự, thủ tục quy định. Theo đó, hai bên đã phát hiện bắt giữ, trao trả 16 vụ trên 57 công dân Trung Quốc, 42 vụ trên 719 công dân Việt Nam, góp phần duy trì sự ổn định an ninh trật tự ở khu vực biên giới. Thời gian tới, hai bên tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác phối hợp, trao đổi thông tin, tuần tra kiểm soát chặt chẽ, kịp thời đấu tranh ngăn chặn tình huống khẩn cấp, đảm bảo an ninh an toàn hai bên biên giới cửa khẩu. Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho nhân dân hai bên biên giới, chấp hành nghiêm hiệp định về quy chế quản lý biên giới, cửa khẩu, phòng chống dịch bệnh COVID-19, không bao che, chứa chấp, giúp đỡ, đưa đón người khác xuất nhập cảnh trái phép. Phối hợp triển khai các biện pháp phòng chống dịch ở cửa khẩu, đảm bảo an toàn, duy trì hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu được nhanh chóng, thuận tiện, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế xã hội hai bên. Thưa quý vị và các bạn, với phương châm chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả, trong những năm qua, công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã có nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể, tích cực triển khai thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân phù hợp với đặc điểm, lợi thế của địa phương và đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh và khu vực biên giới. Đối ngoại nhân dân là một bộ phận cấu thành của công tác đối ngoại chung của Đảng và Nhà nước ta. Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và của toàn dân, mà nòng cốt là Mặt trận Tổ quốc, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, các đoàn thể và các tổ chức nhân dân.
Với phương châm chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả, công tác đối ngoại nhân dân được triển khai trên cơ sở thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại của Đảng, đảm bảo sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, sự quản lý tập trung của nhà nước, phối hợp chặt chẽ giữa đối ngoại nhân dân với đối ngoại Đảng và ngoại giao nhà nước, tạo thành sức mạnh tổng hợp của mặt trận đối ngoại. Đối ngoại nhân dân có vị trí vai trò rất quan trọng đối với sự nghiệp phát triển của đất nước và của từng địa phương, là một trong ba trụ cột đối ngoại của đất nước. Với lợi thế về vị trí địa lý có đường biên giới với Trung Quốc, thời gian qua, tỉnh Cao Bằng đã duy trì tốt việc mở rộng và củng cố quan hệ hợp tác hữu nghị với khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Trung Quốc trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, giáo dục. Thực hiện tốt các hoạt động giao lưu nhân dân, nhất là giữa các huyện, xã, xóm biên giới của tỉnh Cao Bằng với khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc. Tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động thăm thân, giao lưu văn hóa thể thao, hợp tác y tế, giáo dục. Hoạt động kinh doanh, xuất nhập khẩu, đầu tư, du lịch, đặc biệt là phối hợp với các tỉnh bạn và tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, tổ chức thành công các hội nghị trực tuyến, gặp gỡ đầu xuân hàng năm và hội nghị Ủy ban công tác liên hợp giữa các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang, Việt Nam và khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây Trung Quốc. Phối hợp tổ chức thành công chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 5 và lần thứ 7 vào năm 2018 và năm 2022. Đồng thời tăng cường quảng bá hình ảnh con người, văn hóa, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh và chủ trương đường lối chính sách đối ngoại của Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức phi chính phủ có uy tín, thiện chí để vận động, thu hút đa dạng các nguồn lực quốc tế gắn với quản lý sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội địa phương. Tích cực vận động tối đa các nguồn lực bên ngoài để phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đồng thời đấu tranh ngăn chặn các hành động chống phá, xuyên tạc chủ trương đường lối của Đảng và pháp luật của nhà nước. Nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về công tác đối ngoại nhân dân, chú trọng kết hợp giữa công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao nhà nước với đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Mới đây, sự kiện lớn nhất trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2022 đó là Hội nghị Toàn quốc Công tác Đối ngoại Nhân dân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam được tổ chức tại tỉnh Cao Bằng, là niềm vinh dự lớn của Cao Bằng, là cơ hội rất tốt để Cao Bằng trao đổi, học hỏi những kinh nghiệm quý báu của các tổ chức hữu nghị từ Trung ương và các địa phương trong cả nước về hoạt động đối ngoại nhân dân, cũng như trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở địa phương. Đồng thời cũng là dịp để tỉnh Cao Bằng quảng bá hình ảnh đất và người để lại ấn tượng đối với các đại biểu tham dự hội nghị lần này. Trong giai đoạn hiện nay và góc độ cá nhân tôi nghĩ là trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới thì vai trò của công tác đối ngoại nhân dân và cái hợp tác hữu nghị nhân dân đóng vai trò rất là quan trọng. Bởi vì chúng ta cần phải hiểu rằng cái hợp tác nhân dân nó rất là rộng, nó bao gồm kể cả là hợp tác về các lĩnh vực về kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội v.v. Và tất cả các đối tượng đều chúng ta đều có thể hình dung được đó là về nhân dân. Ví dụ như là hợp tác về giáo dục, hợp tác về đối tượng là y bác sĩ, hoặc là hợp tác về lĩnh vực nghiên cứu khoa học, hay là kể cả là các doanh nhân v.v. thì tất cả đều là nằm trong cái lĩnh vực là hợp tác đối ngoại nhân dân. Do đó tôi nghĩ là trong thời gian tới thì hợp tác đối ngoại nhân dân có một cái vai trò hết sức quan trọng. Nó sẽ là cái bước đi đầu tiên, nó là tiền đề để chúng ta có thể là tăng cường cái sự hiểu biết lẫn nhau giữa Việt Nam với các nước trên thế giới, và chúng ta có thể là hiểu về văn hóa, về phong tục tập quán, và từ đó chúng ta có thể có được đặt ra những cái hợp tác về lĩnh vực về kinh tế, hợp tác về văn hóa, về giáo dục, và xa hơn nữa đó là những cái đàm phán về mặt chính phủ của các quốc gia với nhau, hay là những cái hợp tác về các đối tượng đảng với nhau. Thì tôi nghĩ là cái đối ngoại nhân dân đóng một cái vai trò hết sức là quan trọng, là một bước đi đầu tiên cho các hợp tác sau này. Bản thân tôi thì cũng được đảng và nhà nước phân công làm việc trong công tác của Liên hiệp hữu nghị. Thì trong công tác này thì trong quá trình làm việc với các tổ chức quốc tế thì tôi cũng đã nỗ lực hơn nữa để mà tìm hiểu về đất nước và tổ chức của các bạn, để mà chúng ta có thể vận động các bạn tham gia và cùng nhau giúp cho cái quá trình xây dựng của Việt Nam chúng ta và tạo dựng cái hình ảnh gần gũi và thân thiện của người Việt Nam chúng ta với các bạn và bạn bè quốc tế. Ngoài ra thì trong quá trình khi có điều kiện đi công tác cũng như đi ra nước ngoài thì mình cũng luôn gìn giữ hình ảnh của con người Việt Nam chúng ta để tạo hình ảnh đẹp
người Việt Nam chúng ta đối với người nước ngoài. Công tác đối ngoại nhân dân có vai trò quan trọng trong việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị với các nước trên thế giới. Là một tỉnh biên giới, công tác đối ngoại nói chung, công tác đối ngoại nhân dân nói riêng càng đóng vai trò quan trọng trong việc giữ vững biên giới hòa bình, ổn định, phồn vinh và phát triển. Nhận thức được tầm quan trọng đó, từ năm 2011 đến nay, tỉnh ta đã duy trì hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cao Bằng. Đây là tổ chức chính trị xã hội chuyên trách về đối ngoại nhân dân, thực hiện chức năng vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, các đơn vị, tổ chức, cá nhân, hoạt động về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, khoa học và các lĩnh vực khác nhằm xây dựng và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân tỉnh Cao Bằng với nhân dân các nước, các tổ chức phi chính phủ và các cá nhân ở nước ngoài vì mục tiêu hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác phát triển. Từ khi kiện toàn đến nay, tuy còn gặp rất nhiều khó khăn, cán bộ được kiêm nhiệm, nhưng Liên Hiệp đã cố gắng khắc phục và đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Với vai trò là cầu nối giữa các tổ chức hữu nghị, thời gian qua, việc phát triển tổ chức được Hội Liên Hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh chú trọng, không chỉ phát triển về số lượng, các hội hữu nghị thành viên mà còn nâng cao chất lượng hoạt động, qua đó tăng cường và mở rộng công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh. Trong đó, Liên Hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh quan tâm vận động viện trợ, tìm mọi cách có nguồn tài trợ, góp phần giúp đồng bào phát triển sinh kế, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của bà con. Hiện toàn tỉnh có 10 tổ chức phi chính phủ, một cơ quan đại diện nước ngoài đang tài trợ, thực hiện trên 30 dự án, phi dự án trên địa bàn tỉnh, với tổng ngân sách cam kết hơn 1,4 triệu đô la Mỹ. Giá trị giải ngân thực tế đạt gần 1,3 triệu đô la Mỹ. Cùng với vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, tỉnh vận động cộng đồng, các tổ chức, doanh nghiệp, qua đó từng bước mở mang kiến thức cho đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ bà con cách làm ăn, từng bước giảm nghèo bền vững. Trong thời gian tới, để đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, cần tăng cường nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể nhân dân, cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân. Nhận thức đầy đủ, đúng đắn về quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại nhân dân đối với sự phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh. Kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đổi mới nội dung, phương thức và tăng cường hoạt động của các hội hữu nghị thành viên một cách thiết thực, hiệu quả, thu hút đông đảo quần chúng tham gia. Đẩy mạnh quan hệ hợp tác hữu nghị với nước láng giềng Trung Quốc, cụ thể là với khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây Trung Quốc. Tăng cường kết nghĩa giữa các huyện, xóm, xã biên giới. Đẩy mạnh hợp tác du lịch, kinh tế khu vực biên giới giữa Cao Bằng Việt Nam và Quảng Tây Trung Quốc. Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa của nhân dân địa phương, góp phần giữ vững hòa bình ổn định khu vực biên giới. Tăng cường quan hệ hợp tác về kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường với nhiều đối tác quan trọng có thiện chí và tiềm năng về tài chính thông qua các hoạt động đối ngoại nhân dân. Tranh thủ sự giúp đỡ của nhân dân các nước, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các cá nhân về vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý kinh tế xã hội, đào tạo cán bộ, vận động, xúc tiến thu hút đầu tư của các tổ chức quốc tế vào địa bàn tỉnh. Đến đây, chuyên mục thông tin đối ngoại xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào tối Chủ nhật tuần sau.